Triệu phú tự thân nghỉ hưu ở tuổi 35 tiết lộ, người thành công và kẻ thất bại chỉ cách nhau 3 điểm khác biệt. Ai sở hữu như nắm được chìa khóa vàng. Nghỉ hưu sớm với tài sản dòng trị giá 900.000 USD, 5 năm sau anh đạt được mục tiêu trở thành triệu phú tự thân. Cùng khối tài sản trị giá 1,4 triệu USD. Với những gì đạt được khi nhìn lại, Adcock cho rằng phần lớn thành công đang có là nhờ ba thói quen này. Thành công không phải lúc nào cũng tuyến tính và nó cũng không có định nghĩa tiêu chuẩn. Mặc dù mọi người có thể đo lường và đạt được thành công theo cách khác nhau, nhưng có một số đặc điểm khiến những người đạt thành tích cao khác biệt với những người khác. Những đặc điểm này không chỉ đến một cách tình cờ hay may mắn. Theo CNBC, chúng được hình thành thông qua các thói quen có chú ý, được luyện tập hàng ngày cho đến khi chúng trở thành tính cách của bạn. Sở ti cóc, một triệu phú tự thân đã nghỉ hưu ở tuổi 35 cho biết thói quen của những người thành công thường tạo ra hiệu quả mạnh mẽ. Dù đơn giản, dễ học theo đến khó tin. Năm 2016, anh và vợ Courtney nghỉ hưu sau khi tích lũy được khoảng 870.000 USD nhờ làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Năm năm sau, anh đạt được mục tiêu trở thành triệu phú tự thân với khối tài sản trị giá 1,4 triệu USD. Hiện tại khi 41 tuổi, anh có cuộc sống hạnh phúc và giản dị bên vợ tại bang Arizona, Mỹ. Khi nhìn vào thành tựu của anh, nhiều người cho rằng Adcock đã phải rất vất vả tìm kiếm, học hỏi từ những doanh nhân xuất chúng. Adcock cho rằng, phần lớn thành công đang có là nhờ ba thói quen thông minh áp dụng khi còn ở độ tuổi đôi mươi. Một, Suy nghĩ lạc quan Adcock cho rằng, tin tưởng vào bản thân và tự tin thể hiện năng lực là bước đầu tiên để thành công. Khi thực sự nghĩ rằng, bạn có thể hoàn thành mục tiêu đặt ra, thái độ lạc quan sẽ thúc đẩy bạn làm tốt mọi thứ gấp nhiều lần bình thường. Không chỉ trong công việc, bạn còn cần lạc quan trong cả những khía cạnh của cuộc sống. Thực tế, sở ti Adcock ở những năm tuổi 20 từng rất sợ thất bại, thay vì đối diện giải quyết anh thường lẩn trốn tự ti hạn chế tiềm năng của mình sau này sơ ti cóc nhận ra rằng né tránh thất bại là có hại anh đưa ra lời từ chối vì nghĩ rằng đó là cách bảo vệ bản thân một lần ông chủ đề nghị thăng chức cho sơ ti át lên làm giám đốc anh cảm thấy không tự tin và muốn nói từ chối nhưng sau đó anh đã suy nghĩ lại và quyết định nói đồng ý để nắm bắt cơ hội chính quyết định nói đồng ý đó đã đưa anh nhiều cơ hội mới có mức lương cao hơn nếu tôi nói đồng ý với nhiều cơ hội thăng tiến sớm hơn, thì tôi đã sớm tiết kiệm tiền nhiều hơn, đủ để nghỉ hưu sớm hơn, sơ ti Adcock nói. Bên cạnh đó, khi mới bắt đầu sự nghiệp, Adcock nhanh chóng nhận thấy rằng mọi người muốn được làm việc với những người luôn lạc quan, tươi cười và thân thiện. Thái độ vui tươi giúp tôi có nhiều cơ hội hơn ở cả trong và ngoài văn phòng so với việc lúc nào cũng ủ rũ và buồn chán, Adcock chia sẻ. 2. Phát triển trí tuệ cảm xúc trong một thời gian dài át cóc luôn nghĩ rằng chỉ số thông minh y quy quyết định thành công trong tương lai của mỗi người vì thế anh đã mất rất nhiều thời gian để cố gắng gây ấn tượng với mọi người bằng sự hiểu biết nhiều lĩnh vực của cuộc sống tuy nhiên cho đến khi từng bước gây dựng được sự nghiệp của mình anh nhận ra eq mới thực sự là điều giúp bản thân tiến xa hơn trong cuộc sống người có chỉ số trí tuệ cảm xúc cao thường tự nhận thức sẵn sàng chịu trách nhiệm khi có sự cố thay vì đổ lỗi cho người khác họ cũng dễ dàng điều hướng các tình huống phát sinh một cách bình tĩnh, đáp ứng nhu cầu của đa dạng của khách hàng. Đồng thời, rèn luyện EQ cũng giúp tôi cải thiện khả năng giao tiếp, kết nối và thắt chặt mối quan hệ quan trọng, át cóc khẳng định. 3. Kiên trì Theo Sở Ti Át Cóc, sai lầm của nhiều người trẻ là bám giết lấy quan điểm không bao giờ bỏ cuộc. Điều quan trọng hơn cả là bạn cần xác định được thời điểm và cách từ bỏ lối đi sai. Nhờ đó, bạn mới tiếp tục theo đuổi ước mơ bằng cách phù hợp hơn ngoài ra trong hành trình sự nghiệp át cóc thường xuyên gặp những vấn đề nghiêm trọng đến mức muốn buông xuôi tất cả lúc này anh làm theo lời khuyên của một cố vấn thân thiết tập chấp nhận và lường trước sự thay đổi kiên trì là cách tôi xử lý mọi khó khăn thay vì cố thúc ép bản thân tôi tập xác định giới hạn của mình và bình tĩnh linh hoạt chuyển hướng hành động nhờ vậy hiếm thử thách nào đủ sức khiến tôi đầu hàng hãy nhớ rằng bạn vẫn đủ sức chạm đến thành công dù phải thay đổi chiến lược và mất nhiều thời gian hơn so với người khác anh nói thêm theo CNBC make it